Ngon ghê luôn. Quê sẻ. Ờ, dính dính là chị. Ồ, ồ, ồ. Dính con khẩu hành này. Khẩu hành hả? Thấy chưa, nãy tôi nói có chuyện có khẩu hành. Dạ. Wow. Cẩm. Nửa ký à, hơn à. Quá, wow. Rồi. Vô rồi. Có chị quý. Đây, mấy bà này rắn cũng giữ thằng luôn. Cũng thấy da luôn hả? Thấy da rắn ngang hàng. Đây, đây. Trời ơi. Ê, con này con gì không? Con giỡn chị quý ơi. Hú giỡn. Trời ơi. Chị máy không? Chút để tùm lum. Rồi, chuyện để mấy ngày hả? Để mấy ngày mới không. Trời ơi. Bự rồi cứ ngắt rồi. Chê đầu chê quan kêu đầu chê. Không thấy luôn rồi, cứ ngắt rồi. Quá bự rồi, cứ ngắt rồi hả? Trời ơi. Ôi, nó quẩn kìa. Không biết. Không thì tao ôm vậy đó nó mới thấy được, nó mới vô được chứ sáng nó đâu vô. Ôi chào bá luôn. Nè. Rồi ông ơi. Ôi ôi nó giận nè. Con này phải từ chuyến hai tới đó. Nó đang chuẩn bị. Nó dài. Lọc lọc da phải không? Đang chuẩn bị lọc da. Ừ, nè. Hello, xin chào quý khán giả của Mạnh Hùng Quân trong người nó có kênh Cách Biết Miền Tây. À, thì hôm nay mình với bạn Hùng hôm nay đi dở bí mật. Đi vô rắn. Thằng nào quý vị khán giả chưa thấy kênh mình đi thăm rắn phải không? Bảy rắn phải không? Hôm nay được bạn Hùng bạn dẫn đi. Thì bản đi dở này là bản dạng như là mưu sinh đó quý khán giả. Đà dở là rắn nè. Cống nhum nè, chuột dừa nè. Cái vớn đâu đây cũng có vậy. À, bản đi trên kia kìa. Đây bây giờ bản sẽ dẫn mình đi có cái dừa đây nè anh Nhâm ơi. Thăm bảy. Ở này mình đặt bao nhiêu ngày mình mới đi thăm lần không? 2 ngày giờ chị quý. 2 ngày. Thường là 2 ngày. 2 3 ngày. Mồi của nó là mồi gì? Chuột con, chuột dừa con á. Chuột dừa là mình phải đi đặt luôn. Đúng rồi, mình đi đặt mình bắt rồi mình gài luôn. Ồ, mình bắt mình gài luôn. Còn kỹ lực của cưng là cưng đi đặt là con nặng nhất là bao nhiêu không? 2 ký. Mình 2 ký đó mình bán được độ bao nhiêu? 2 ký đó bán đây thì cứ trung bình là 200.000 ký. Trung bình là 200.000 ký. Này tưởng giỡn nó mối không quý vị, mà không phải. Ở đây có nó mối luôn. Hả? Và này nó mối nhóc luôn. Đây nè, đặt đây nè. Cái này không có, nó chưa có. Đó, đây là mình tự mình làm luôn hả sao Hùng? Tự mình làm luôn. Đặt lại luôn hả? Đặt lại luôn. Tại có cái da rắn là ông chà bá nữa, chú dọa anh luôn thấy không? Mình đi nhà qua bên đây cái cho hai. Hái rau. Ừ, tưởng cô nhậu nó mối. Chà này mới, nay mới uống gì trẻ kêu bằng chị luôn, chú ý chú bằng chị chịu cười rồi. Rắn mà phải mấy đường vậy nó mới có, chứ mấy đường nhựa sao có. Trời ơi, này chắc có nó mối rồi đó Hùng ơi. Bà nào cũng có, nó dữ lắm, mấy bà này dữ trời không. Nhưng mà chắc người ta đi trước mình quá Hùng. Thì nói chung người dài tay vậy. Cái này không mọc tạc ở đây hết trơn. Trời ơi, mọc đây hả? Bởi em nói nhầm, nói kêu chị Quý mọc hai vợ cho nó khô, sợ đi, chứ nó tơn lắm. Hả mọc, mấy bà này nói chung hả mọc đây quá trời đây nè. Thì con nhổ đầu luôn hả? Mấy người ta nhổ quá, mình mót lại ít hả. Trời ơi. Cái ở nó mọc rồi, còn mấy cái ở đây chưa, mấy bà này chưa. Nhiều không, lắm. Cái này theo mùa mà, theo mùa. Như một trước một sau vậy đó. Nói chung bà nào cũng có. Mà bà của người ta phải không? Bà của người ta. Trời ơi. Ủa đây người ta làm cỏ sạch sẽ nè, thấy núm cũng ngon nữa. Ta có tình mới mặn đừng bà nhổ núm mà. Lại hơn nhiều. Nói chỗ đây mướn có mấy triệu bạc mà nhờ, mà dễ thấy nấm bán một năm mới bán cả chục mấy triệu á. Trời ơi. Ghê hả? Hai mẫu đất mà. Nè chủ này ở đâu không? Bà Út Trải á. Trời ơi. Mướn này nhổ, trời ơi nhổ chỉ cần 2 ký nấm là đủ rồi. Rồi vậy bà mới dám bỏ tiền cho người ta mặn sạch sẽ hết nè.
Và cài quả hết nắm núm này không nè. Ờ tới mới xong luôn. Mới có chứ anh, rắn rắn nó mới có dữ lắm. Ở đây rắn dữ thằng ôm lắm, nó lột da nhiều lắm. Hôm nay bắt mấy cũng mấy con mà chon chon không mà nửa ký không à. Này lấy bao nhỏ mà đừng có hồng. Đây nè, mấy khúc này là mọc dữ thật không? Mọc tạc đất luôn á. Là như gọi là thấy mê như núm là đó phải không? Quá trời. Sao này nhẹ không dí mới thấy chứ nặng dí sao thấy? Nói chung là thấy núm là thấy ma. Thấy chứ bộ. Thì cưng thấy gì chưa? Thấy hoài gì, đi vô đây một mình đó, một hai giờ phi đi nhổ núm, thấy người ta tán hoài gì. Ta tán mình hả? Ghẹo quá. Trời ơi, tao lấy đất tao làm tao hù mình hả vậy? Wow. Rồi có sợ không? Giết rồi quen à. Trời ơi. Cỏ. Thấy không, cỡ vậy nó cắn mới ở chứ. Chứ đường nhựa này kia đâu ở đúng không? Sao ở? Cắn mấy chỗ như gần gần vậy nó im tịnh nó mới ở. Có thấy chưa có biết rồi ai lấy luôn rồi đây lấy có chú hách lấy có ai đâu vậy. Đây có chú hách lấy thôi chứ không ai lấy á. Đây nè ngon ghê luôn. Quê sẻ. Dính lại chị. Dính con khẩu hành này. Khẩu hành hả? Thấy chưa nãy tôi nói có chuyện có khẩu hành. Dạ. Wow. Trọng. Nửa ký à, hơn à. Wow, rồi. Vô rồi. Vô. Có chị quý gì hình quá. Ừ. Nó mỏng ghê hả? Ừ, nó bóng vậy đó. Trời ơi, con khẩu hành này ngon à. Nó mỏng ghê đó. Thì nói vậy á. Thấy chân người đó luôn hả? Con này cũng bằng giá không à? Không, khẩu hành nó mắc hơn bên kia. Nó thịt nhiều hơn, nó thịt nhiều hơn. Nó được cái gì ta, bự chảng vậy ta? Không ăn rồi. Ăn chuột hay gì à? Ăn rồi phải không? Ăn rồi, bự chảng bụng chà bá hay mà nó nói gì. Còn mấy cái nữa? Còn hai cái nữa hả? Đi nấu cái rằm, cái bày rằm cũng có được. Ngon cơm. Trời ơi. Trời đất ơi, thân hình quyển chuyển của tôi. Không sao anh ơi. Anh Tư La, cái miệng của anh Tư La á, người ta mới lấy á. Rắn người ta để ngoài, ta biết chỗ nhà khu vực ở đâu. Ông ngộ đem ra làng lên, rắn ở ngoài. Rồi hồi nó mất. Đây có thằng ăn trộm theo mình hút mới. có ăn trộm nè hả? Đây tụi nó lôi à. Không có con chuột rồi, thấy chết rồi, thấy nhầm lên nhà xìu mà. Con chuột không có rồi, này chết rồi. Rồi còn cái nào đúng không? Còn ở đâu rồi? Sao đó có mùi hổng quá. Giờ đi ra luôn vậy. Giờ đi ra. Giờ đi ra. Không có, cái này không có quý vị ơi. Anh em chúng tôi sẽ đi ra. Qua trời qua đất. Vui lắm. Đi chỗ cũ ra luôn hả? Ra chỗ cũ luôn, vô sao ra vậy. Về mà giảm cân đâu có nổi. Đi quá thật đi. Chị Quý đi dở gắn với em vài lần chị Quý gọn lại nha. Thế chú không? Chứ mà đặt cái này mà kêu mà đường xá đồ ngon là đâu có nó ở. Úi da. Đây, đó. Hùng sẽ dẫn mình đi thêm một chỗ nữa để cái
cái bên cái gắn bên kia rồi. Đổ mồ hôi mẹ, đổ mồ hôi con luôn á. Vô đây mới có chứ ngoài làm gì có. Đây. Đây mấy bà này gắn cũng giữ thằng luôn. Không thấy da luôn hả? Da gắn hàng. Đây đây. Trời ơi. Ê, con này con gì không? Có giỡn chị quý ơi. Có giỡn. Trời ơi. Trời chắc cái máy à. Kiếm máy không? Cứt cái ỉa tùm lum rồi. Rồi, chị để mấy ngày hả? Để mấy ngày mới thăm rồi. Trời ơi. Bự rồi cứ nhắc rồi. Kia đầu kia qua kia đầu kia. Không thấy luôn rồi, cứ nhắc rồi. Quá bự hả? Cứ nhắc luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, nó quẩn kìa. Không biết. Không thì tao ôm vậy nó mới thấy được, nó mới vô được chứ sáng có đâu vô. Trời ơi, chào bá luôn. Nè. Rồi ông ơi. Ôi, ôi nó giận nè. Con này phải từ ký 2 trở lên á. Ghê hả? Trời ơi. Vậy là Hùng để ra nó vô nó ăn xong rồi. Ủa này có nhà của người ta nè. Nhà quan, nhà này người ta đi hết rồi. Ủa nhà này không ai ở rồi. Không ai ở. Nhà cái nếu tính ra vậy là cũng xây lâu lắm rồi nè. Kiểu cách thời xưa không? Ừ. Trời ơi thiệt chứ Hùng nó dẫn đi là đúng bài luôn quý vị ơi. Dẫn vô đây là đúng rồi đó. Quá xa. Đây có ai nuôi ong nữa hả? Có hồi xưa chủ nhà ở đây người ta nuôi. Rồi cho tốt người ta đi về người ta bỏ. Trời ơi đây có nuôi ong nè. Anh tôi đi mà ba bàn thở. Trời ơi chưa vô tới à đại ca ơi. Tới rồi tới chỗ rồi nè. Đi xa quá ông nói đi xa quá. Ở trong bô lô bô chú này nè. Bên kia rồi. Đi vòng bên kia đi cậu. Đây nè. Đây nè. Đây hôm nay bắt khu này bắt mấy con rồi á. Dính. Chuột làm ổ mà không có. Chuột vô làm ổ luôn rồi. Nó làm ổ rồi luôn. Rồi xong. Không có. Trời hôm nay khu này bắt mấy con rồi. Rồi hết rồi đó. Đó. Cái gì nãy giờ mồ hôi quá hám gà kiến cắn quá. Sót lắm. Đây. Đây là bạn Hùng bạn sáng bắt túc con biết luôn. Con đại ca ra. Bích luôn hả sao hả? Có 8 trái. Có 2 con. Có 2 con hả? Ừ, con đấy. Con hành nè. Có rồi, con dắt đi. Tới nè đây luôn. Đâu mình bắt làm sao, mình bắt làm sao? Để coi học hỏi cách bắt nào quý vị ơi. Chứ em cũng không có rành nữa. Ủa? À. Có cái như cái nhíp vậy đó. Đó. Đồ chơi đầy đủ hết trơn à. Câu nữa để em học hỏi em cũng đi coi. Nè giờ đang ăn xếp nè. Nói chung con này cũng hay đọc. Thôi giờ anh này cũng không đọc. Trời đất ơi, anh tôi với Diệu mà hai đứa mỗi đứng đứng góc ở trên hả trời. Con kia thì nó giải tốt con kia. Kìa, trời ơi, cứng quá trời, bự quá trời rồi, không lọt rồi Hùng ơi. Trời ơi. Tới tui. Ôi, nó mới lọt rồi, bị Hùng ơi. Hả? Con này mới lọt da Hùng. Thấy không?
Nói chung mình cũng thấy chuyên nghiệp kêu máy. Cái da mới lột á, kìa, thấy không? Ừ đúng rồi. Đang chuẩn bị lột da nè. Đang chuẩn bị lột da. Ừ. Cái đầu bên đây. Cái đầu bên đây Hùng ơi, đầu bên bển. Lột mới đang lột da. Lột, mình dưỡng lại được không? Nó bò lên kìa. Ghê không? Anh Tư dở ghê luôn, nó đang táp mà không chịu quay. Dở ghê luôn quý vị. Ui quay qua nó táp hồng luôn á. Hồng dịch cái kìa kìa. Rồi. Cái đuôi. Mình không lẽ tôi cũng buông ra đó để tôi bắt cho á. Mình tại mình không chuyên nghiệp chứ mình thấy nó mình cũng dội nữa. Trời đây nè, lọt nè. Đây nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi giờ kề cái đầu nó mình bắt nó ra đi. Ờ được đó. Nó Hùng thọt tay vô bắt ra nè, kê cái đầu vô. Đó, giờ mình chưa chuyên nghiệp thì mình bắt như vậy. Đang lột da rồi Hùng ơi. Đúng không? Nó đang chuẩn bị lột lột da thôi. Đang chuẩn bị lột da. Ừ, nè. Chú hết tốt cái đó ra giùm đi chú hết. Cái hồi nó đang chuẩn bị lột da rồi. Đang chuẩn bị lột da. Lột da mắc tiền không hả đẻ? Nó cũng vậy. Trời ơi. Nó nhả tâm phone luôn, không buông ra cho nhả nó Hùng. Buông ra cho nhả nè. Nó nhả tâm phone. Rồi. Ôi dạy kìa ơi. Yếu là lạng hoạn, yếu là không được là chết với nó nghe vì. Nó cũng dài bằng em luôn rồi anh Nhâm ơi. Dài hơn luôn mà. Nó dài hơn cưng á. Dài hơn ơi, dài hơn. Nè, còn dương phút nè. Trời ơi. Dạ em nè quý vị. Cầm chặt nha, chặt nha, nó dùng cái. Dạ em cầm được nó nè quý vị. Đây. Thôi được rồi, được trong cái khỏi bắt hay em rồi, bắt con. Đây. Được rồi, được rồi, coi chừng cái nặng cái khoan chơi từ từ nha. Rồi rồi, buông đi. Mạnh nào nó sợ. Nó không sao mà tôi cũng dội quá. Nó không sao mà cũng dội. Không có chuyên nghiệp, không có chuyên nghiệp. Tôi trên mạng đi gài bậy đó chứ đâu có chuyên nghiệp đâu. À, thấy nó cũng dội gần chết. Nó đâu có bà con với ai đâu. Ôi, tôi là thấy nó chạy rồi. Nhân nó còn cách xa. Ok đi, hách da hách. Con nắm đầu hay gì? Rồi con này không tới nửa ký này nhỏ quá. Không tới nửa ký nhỏ rồi. Không tới, nãy thấy trong đây thấy không rõ. Nắng chói thấy không rõ. Con này cho chị với bán gì. Thôi nhỏ quá. Mua này nó trong nhà, trong nhà nước rồi. Cái này cũng được. Con này không sao, con này hiền. Nó là thịt rất là ngon nhất á. Mẹ. Mày là vậy, vậy mình ăn con chuột chà bá lửa luôn. Trời ơi. Đi đâu? Để vô cái. Trời ơi, nó ị nè, nó đang ị nè. Đâu có đâu, nó nhớt chà, nó mới đi sôi. Nó không nhớt, nó sôi chế vô là mày dần rồi nãy hôm qua rồi, ý là mày xào nó cắt. Trời ơi. Ăn rắn lít rồi chứ có chứ. Trời ơi, con thấy tôi sợ rồi tới. Dạ quý vị ơi. Đây, đây là cái hoa hành này chừng chắc chừng hai, chắc hai 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 trăm mấy ba trăm gram nữa vậy. Đây đây nè đó. Ở đây lưỡi kìa quý ơi. Sao rắn nó hiền. Ôi con rắn nó không con nào kỳ gì á ông ơi. Con này nó không bà con với ai đó. Ủa chuột này cứ gài chuột dừa đấy hả Hùng? Chuột dừa chứ. Chuột dừa này bán luôn hả vậy? Chuột dừa này bán à. Nó bán ra, nó gài nó cơm nó bán nè, người ta bán chuột dừa luôn nè. Chuột hết thân rồi nè. Dạ. Lâu cái đấy mà đây là này là nó gom vô này đây kia để nó đi làm dụng cụ nó mới bán chuột dừa này mấy trăm? Trăm ngàn. À là còn sống á ha. Ừ, sống vậy. Dạ. Đây là sống là trăm ngàn ký nè quý vị. Ai à, đây là đem về bảy để nó dành. Hả? Không có bán thôi chuột này luôn không? Như đây cỡ ký không? Không tới đâu, để bữa vài bữa nhiều nhiều hả? Đó chắc không tới 1 ký rồi chị. Này
Ôi ơi, ký khỏe á. 8 9 con. Ký. Vậy về nha ông, cảm ơn ông. Cảm ơn nha Tư. Rồi. Đây bữa nào nữa là có đây đi. Đây quý vị. À, con kia thì đi ấy, còn con này nhỏ quá, nó tặng cho mình về mình ăn thử cái món lá cách. Đây là gắn hổ hành lá cách, này là nhất cái nắp nè quý vị. Rồi ơi, ai ông Hùng mà bạn đi kiếm cuộc sống mưu sinh quý vị thì đi cho mình đồng hành, có bằng hách nữa. Và bữa đó tới mùa nấm mối rồi, nãy quý vị thấy là Hùng chỉ có mấy chỗ nấm mối không hả, nữa có sẽ cho mình đồng hành. Và mình hay quý khán giả vào clip sau đây sẽ làm món gì đây, tí 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 tôi sẽ vào viết.